Thưa quý vị, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cứ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lượng doanh nghiệp tham gia vào nhượng quyền lại tăng hơn bình thường. Và thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy, từ năm 2009 đến nay, các hoạt động kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại đã nổi lên tại thị trường Việt Nam như một xu thế gắn liền với các thương hiệu lớn trong nước lẫn thế giới. Tuy vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ các nguyên tắc và thủ tục pháp lý để đi đến một thương vụ nhượng quyền thành công. Trước khi đến với phần tư vấn của luật sư Trần Hải Vân về các thủ tục pháp lý trong hoạt động nhượng quyền, xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Có mặt tại Việt Nam từ những năm 90, nhưng hình thức nhượng quyền thương mại mới thực sự nở rộ trong vài năm trở lại đây. Nhượng quyền là hình thức kinh doanh mang lại lợi ích cho cả hai phía. Người nhượng quyền không mất vốn để đầu tư mà vẫn có hệ thống tiêu thụ. Người nhận quyền thì không phải mất nhiều thời gian, tâm trí để xây dựng thương hiệu, mà có sẵn một mô hình kinh doanh thành công để áp dụng, đồng thời được thừa hưởng kinh nghiệm, bí quyết tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền và thụ hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống. Thị trường bán lẻ Việt Nam đã xuất hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước theo hình thức nhượng quyền như Trung Nguyên, KFC, Lotteria, Pizza Hut. Mới đây, thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks cũng đã về Việt Nam theo hình thức nhượng quyền và nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, để có được một thương vụ nhượng quyền thành công, doanh nghiệp cần hiểu rõ các cam kết trong hoạt động nhượng quyền và phải thể hiện chúng rõ ràng trong các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền. Hình thức kinh doanh này chỉ thực sự phát huy tính hiệu quả vượt trội của nó khi có hệ thống cùng vận hành theo một quy định, quy trình thống nhất. Nếu một trong hai bên vi phạm các cam kết này thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhà nhượng quyền có thể sụp đổ cả hệ thống, thậm chí phá sản. Nhà nhận quyền có thể sẽ không còn cơ hội tiếp tục kinh doanh vì sự thua lỗ và nhất là mất niềm tin từ các nhà nhượng quyền khác. Xin chào luật sư ạ. Và xin chào chương trình. Vâng, trước tiên thì rất cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn đặt cho luật sư đó là hiện nay các quy định của pháp luật Việt Nam trong hoạt động nhượng quyền là như thế nào ạ? Về vấn đề hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam hiện nay thì chúng ta đã có pháp luật về điều chỉnh về vấn đề này. Tuy nhiên thì chỉ điều chỉnh về những vấn đề cơ bản như là điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia, đăng ký và quản lý v.v. Hiện tại chúng ta đang có là luật thương mại năm 2005, chúng ta có nghị định số 35 của chính phủ, thông tư số 09 của Bộ Thương mại và gần đây nhất là nghị định số 120 của chính phủ. Thì nhìn chung thì các văn bản pháp luật này tạo ra một cái hành lang pháp lý tuy còn hơi lỏng lẻo nhưng mà cũng đủ để cho các bên tham gia hoạt động nhượng quyền yên tâm để tiến hành. Thưa luật sư, như vậy thì có mấy hình thức trong hoạt động nhượng quyền và nhượng quyền? Về hoạt động nhượng quyền thương mại thì hoạt động diễn ra khá là đa dạng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể căn cứ trên 3 khía cạnh để có thể phân chia các hình thức của hoạt động nhượng quyền. Về mặt pháp luật thì pháp luật Việt Nam hiện tại đang phân chia nhượng quyền thành hai hình thức, đó là hình thức là nhượng quyền sơ cấp và nhượng quyền thứ cấp. Nhượng quyền sơ cấp thì tức là nhượng quyền từ cái nhà nhượng quyền ban đầu, tức là người chủ thực sự của thương hiệu. Nhượng quyền thứ cấp tức là cái người mà nhận quyền của người nhận nhượng quyền sơ cấp chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Thì chi phí trong hoạt động nhượng quyền được quy định cụ thể như thế nào? Chi phí hoạt động nhượng quyền thì hiện tại có hai cái chi phí cơ bản, đó là phí gia nhập, là phí bạn phải đóng ngay lần đầu tiên khi bạn gia nhập vào hệ thống, bạn phải trả cái phí này cho nhà nhượng quyền. Phí thứ hai là phí sử dụng hàng năm. Thì cái phí này bạn có thể trả hàng năm cho bên nhượng quyền tùy theo, có thể là vào một khoản phí cố định hoặc là tùy theo trên cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn. Thì ngoài hai cái loại phí cơ bản ra thì chúng ta các bên có thể là thỏa thuận thêm các loại phí khác như là phí quảng cáo, phí dịch vụ, phí huấn luyện và đào tạo v.v. Vậy thưa luật sư, một nhãn hiệu cần phải đáp ứng những điều kiện gì để được phép nhượng quyền? Đối với lại bên nhượng quyền thì cái điều kiện để mà bên nhượng quyền có thể nhượng quyền tại Việt Nam thì bên nhượng quyền đó phải đăng ký cái hoạt động này với lại cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai là cái hệ thống nhượng quyền đó của bên nhượng quyền đã hoạt động từ một năm trở lên. Trong trường hợp bên nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp, tức là đã nhận nhượng quyền từ một nơi khác, thì cái hệ thống mà tiếp tục nhượng quyền lại cũng phải hoạt động đủ một năm trở lên thì mới được nhượng quyền. Còn đối với bên nhận quyền thì chỉ đơn giản là người ta phải có cái đăng ký kinh doanh, có ngành nghề phù hợp với cái lĩnh vực mà người ta nhận nhượng quyền. Vâng, ví dụ một nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài muốn nhượng quyền cho một thương nhân ở Việt Nam, vậy thì hai bên cần đăng ký những thủ tục như thế nào và tiến hành trong khoảng thời gian như thế nào? Lấy ví dụ như cà phê Starbucks chẳng hạn, khi Starbucks muốn vào Việt Nam nhượng quyền thì trước tiên Starbucks phải đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ quan nhà nước tại Việt Nam, đó là Bộ Thương mại. Thì hồ sơ đăng ký nhượng quyền bao gồm đó là cái đơn đăng ký
hoạt động nhượng quyền theo mẫu của Bộ Thương mại quy định. Thứ hai nữa là cái bản giới thiệu về nhượng quyền. Thứ ba là các cái hồ sơ giấy tờ về pháp lý để chứng minh cái tư cách pháp lý của bên Starbucks tại Việt Nam. Và thời hạn đăng ký thì hiện tại theo pháp luật quy định là 5 ngày làm việc. Như vậy thì đối với các nhãn hiệu trong nước thì các thủ tục tiến hành đăng ký nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2012 thì các hoạt động nhượng quyền trong nước và hoạt động nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài thì không cần phải đăng ký và chỉ cần thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công Thương. Với Sở Công Thương, đó là quy định điểm mới ở trong cái nghị định 120 sửa đổi bổ sung một số điều ở trong nghị định 35. Vâng, điều gì là quan trọng nhất trong quá trình đàm phán nhượng quyền và nhận quyền, và luật sư có thể chỉ ra những rắc rối có thể phát sinh trong hoạt động thực tế của nhượng quyền hay không? Nhượng quyền thương mại bản chất của nó là một hoạt động thương mại. Do đó thì chúng ta cần phải quan tâm, vấn đề cần quan tâm nhất đó chính là cái hợp đồng giữa hai bên. Thì bên cạnh đó thì cái vấn đề khi nhận quyền thương mại thì bên nhận quyền đã có một số cái hạn chế nhất định trong cái vấn đề điều hành công việc kinh doanh của mình. Tranh chấp cũng có thể phát sinh từ cái chất lượng dịch vụ cung cấp mà không có tương xứng với chi phí đã bỏ ra. Lấy ví dụ như là khi mà bạn nhận một cái nhượng quyền trong lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như làm đẹp, thì bạn sẽ trả một cái khoản phí huấn luyện và đào tạo rất là cao. Tuy nhiên sau khi hợp đồng đã ký thì bên nhượng quyền lại tiến hành cái việc huấn luyện và đào tạo một cách hạn chế hoặc là làm cho tròn trách nhiệm, khiến cho cái chất lượng mà bên nhận quyền cung cấp ra thị trường nó sẽ bị hạn chế. Còn tranh chấp có thể phát sinh từ những cái thay đổi trong chính cái hệ thống của nhà nhận quyền. Chẳng hạn như trong lĩnh vực thức ăn nhanh thì chúng ta có thể thấy là khẩu vị của miền Nam có thể khác hoàn toàn so với miền Bắc. Khẩu vị của người Việt Nam có thể khác hoàn toàn so với khẩu vị của Mỹ. Thành ra khi mà nhà nhận quyền người ta có một số cái muốn thay đổi trong chính cái khẩu vị, cái thành phần của thức ăn chẳng hạn, thì đó là một trong những thay đổi mà sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai bên. Hoặc là có thể là cái vấn đề thay đổi nhà cung cấp khiến cho cái giá thực phẩm tăng cao cũng sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai bên. Ở một mức độ cao hơn thì tranh chấp nhượng quyền thương mại nó thể hiện ở trong những cái nội dung liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại, đặc biệt là cái vấn đề hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại và vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện tại rất là khó để cho cái nhà tài phán, cơ quan tài phán có thể xét xử những cái vụ tranh chấp này một cách hiệu quả. Như vậy là trong quá trình đàm phán nhượng quyền và nhận quyền thì cả hai bên nên lưu ý những điều mà luật sư vừa nêu để mà tránh những rắc rối có thể phát sinh đúng không ạ? Vâng, để có một cái thương vụ nhượng quyền thương mại thành công thì đối với lại bên nhận quyền thì trước khi mà người ta bán hoặc là thực hiện chuyển nhượng quyền thương mại thì nhà nhượng quyền nên có một cái xây dựng một cái hệ thống và kiểm soát chặt chẽ cái hệ thống đó. Quy định chi tiết rõ ràng cái cách thức để mà kiểm tra quản lý cái hệ thống. Và một điều nữa là minh bạch rõ ràng trong mối quan hệ với lại bên nhận quyền. Còn đối với bên nhận quyền thì luật sư là người không thể thiếu trong khi xem xét đến cái hợp đồng nhượng quyền thương mại, và đặc biệt là những người có cái sự am hiểu nhất định trong lĩnh vực này để có thể đưa ra những lời tư vấn chính xác, thì những người đó mới có thể nắm được những cái yêu cầu cần có, những cái điều khoản có thể thương lượng được và có thể ước đoán được những cái tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. Nói chung lại thì đối với cả bên nhận quyền và bên nhượng quyền, nghiêm túc thực hiện và tôn trọng sự thỏa thuận của các bên là yếu tố để dẫn đến một thương vụ thành công. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, với những gì luật sư đã chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu rằng là hiện nay vẫn chưa có một hợp đồng mẫu nào trong hình thức nhượng quyền. Do vậy, khi các doanh nghiệp đã tiến hành thỏa thuận ký kết hợp tác nhượng quyền thì cần phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng, phải đăng ký hợp đồng với các cơ quan nhà nước hoặc là tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia, các luật sư uy tín trong lĩnh vực này. Và đến đây thì chuyên mục Cấp luật sư xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.